Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2019. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tiếp nối những hoạt động vì cộng đồng trong năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam đã tổ chức chương trình vui đón Trung thu cho các em thiếu nhi tại trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi và tàn tật Thị Nghè, Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn mang lại niềm vui Trung thu ấm áp cho trẻ em có hoàn cảnh thiếu may mắn. Trong ngày đặc biệt này, Hanwha Life Việt Nam đã trao 300 phần quà Trung thu gồm đèn lồng và nhu yếu phẩm như bánh, sữa. Ngoài ra, công ty còn tặng thuốc và một số dụng cụ y tế cho trung tâm nhằm tạo điều kiện chăm sóc các em nhỏ được tốt hơn. Tại sự kiện, Hanwha Life Việt Nam còn mang đến nhiều tiết mục văn nghệ, ảo thuật đặc sắc để vui đón một mùa Trung thu ấm áp cho các em nhỏ có hoàn cảnh thiếu may mắn tại trung tâm Thị Nghè.